Trưa 3 tháng 4, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết liên quan đến vụ ngã đổ cây xanh tại trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn, quận 1. Bệnh viện có tiếp nhận hai bệnh nhân là chị T và anh H, 31 tuổi, là hai vợ chồng, cùng ngụ quận 1, bị gãy xương đùi, có chấn thương ở vùng ngực, cột sống thắt lưng. Bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, cấp cứu cho bệnh nhân. Người bệnh nhân nữ đang mang thai tuần thứ 8. Kết quả chụp các lớp vi tính CT ban đầu cho thấy bệnh nhân bị rách thận trái độ 2, vỡ gan độ 3, gãy cánh xương cùng bên phải và 1/3 trên thân xương đùi trái. Ngay lập tức người bệnh được hội chẩn khẩn cấp tại khoa gây mê hồi sức bởi các bác sĩ của các chuyên khoa sản, chấn thương chỉnh hình, ngoại thận tiết niệu, ngoại thần kinh để tìm phương pháp điều trị tối ưu nhất cho thai phụ. Hiện bệnh nhân đang được phẫu thuật. Còn tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, nạn nhân N, 13 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, đang là học sinh lớp 7 tại trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn, nhập viện trong tình trạng bị gãy 1/3 giữa xương đùi trái, ý thức tỉnh, tiếp xúc được, sinh hiệu ổn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Xuân Vinh, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện cho biết, hiện bé đang được các bác sĩ tiếp tục tầm soát các chấn thương, cụ thể là tiến hành chụp CT sọ não, khảo sát cột sống, ngực, bụng và xương chậu. Tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân L, 57 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh nhập viện lúc 8 giờ 13 phút trong tình trạng khó thở, chỉ ngồi được, phải thở oxy, đã được tiến hành siêu âm phổi, CT. Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân nứt xương sườn 3, 4, 5, 6, 7, 8 bên trái và nứt xương sườn 3, 4, 5 bên phải, chưa có biến chứng phổi, đang tiếp tục theo dõi điều trị. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, sáng 3 tháng 4, khi phụ huynh đưa con tới trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn để học tập, bất ngờ cây xanh trong sân trường bật gốc, ngã đè khiến nhiều người mắc kẹt, nhiều người phải nhập viện cấp cứu điều trị. Nhiều phụ huynh và người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng, mọi người không ai nghĩ rằng thời tiết không mưa gió mà một cây xanh cổ thụ có thể bật gốc ngã ngay trước cổng trường, trong đó có nhiều phụ huynh cùng con em thoát chết trong gang tấc. Tôi rất lo sợ những người bị tai nạn tại đây mà sao nó lại đổ ngay vào lúc học sinh đi học. Nghe tiếng động rầm một cái thì là tôi mới chạy ra xem. May là không có ai chết mà bị thương thôi. Cây xanh nào mà nó già quá rồi đấy nên cắt bỏ cành bớt hoặc là cũng phải nên phá bỏ đi trồng cây mới ạ. Trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, bà Lê Thị Thanh Giang, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn xác nhận sự việc cây xanh trong khuôn viên trường ngã đè trúng ít nhất 5 người gồm học sinh và phụ huynh vào sáng 3 tháng 4, trong đó một nam sinh lớp 7, một giáo viên và 3 phụ huynh bị thương. Mẹ của nam sinh lớp 7 cũng là một trong số 4 nạn nhân bị cây ngã đè trúng. Bà Lê Thị Thanh Giang chia sẻ, trong số các nạn nhân có một phụ huynh bị thương nặng đang được chuyển đến bệnh viện chấn thương chỉnh hình, những người còn lại bị thương nhẹ. Bên cạnh đó, cây xanh ngã đè trúng ít nhất 9 xe máy khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng.